tư cho các em đây. Ví dụ, phương trình 6 nhân với sin bình phương x cộng 7 nhân với 7 căn 3 nhân với sin 2x trừ đi 8 nhân với cốt bình phương x bằng 6 có các nghiệm là. Ở đây chính là các nghiệm. Đề bài cho chúng ta 4 đáp án để chúng ta có thể lựa chọn nó. Ok chưa? Ví dụ đầu tiên. Xong rồi, bây giờ chúng ta sẽ cùng giải quyết ví dụ này. Trước tiên chúng ta nhìn vào này. Đây, phương trình của chúng ta đã có dạng đẳng cấp chưa? Đây là bậc 2 đúng không? Đây bậc 2. Còn sin 2x, các em áp dụng công thức nhân đôi nó phân tích ra thành gì? 2 nhân với sin x nhân với cos x. Đấy cũng là bậc 2 đúng không? Vậy thì phương trình đã ở dạng đẳng cấp rồi. Bây giờ chúng ta sẽ cùng xét nó. Được chưa? Ví dụ số 1 này. Đầu tiên chúng ta sẽ làm gì nhỉ? Xét trường hợp cos x bằng 0, đúng chưa? Với cos x bằng 0 thì điều này tương đương với sin x sẽ bằng cộng trừ 1. Nhớ cho thầy nha. Thì từ đây chúng ta thay vào, suy ra này, 6 nhân với sin bình phương là nhân với 1, được chưa? Cộng với 7 căn 3 nhân với anh này nhân với 0 trừ đi 8 nhân với 0 anh này bằng 6. Đẹp chưa? 6 bằng 6. Đúng không? Anh này là luôn luôn đúng. Đó, 6 bằng 6 luôn đúng. Vậy từ đây chúng ta suy ra được là phương trình có nghiệm là x bằng pi trên 2 cộng với k pi, trong đó k là các số nguyên. Đấy là trường hợp đầu tiên với cos x bằng 0. Trường hợp số 2 với cos x khác 0. Cos x khác 0 thì chúng ta có được điều gì? Lại chia đúng không? Nhớ là chia nha. Thì ở đây thầy sẽ chia. Chia hai vế của phương trình cho cos bình phương x. Rồi. Thì chúng ta sẽ có là gì? 6 nhân với sin bình phương x chia cho cos bình phương x cộng với 7 căn 3 sin 2x, thầy sẽ phân tích ra nhá. Nhân với 2 lần sin x nhân cos x và chia cho cos